chú bé ấy vào Lavan. Ông ngoại đưa đi và chú bé ấy đi vào Lavan thì cả gia đình đều nói rằng con uống nước Đức Mẹ và cầu xin với Đức Mẹ để Đức Mẹ thương con và cho con khỏi bệnh, thì con sẽ dâng mình đi tu làm linh mục để làm việc cho sáng danh Đức Mẹ. Tới khi ở trong nhà thờ uống được nước Đức Mẹ rồi thì thấy chú thì thào kêu ông kêu bà rồi được, đến chừng trinh từ nhà thờ đi về nhà, đi ra một quãng, từ nhà thờ ra quãng một cây số thôi thì chú bé ấy nói được và vào tiểu chủng viện ở Huế. Và một cái chuyện lạ nữa thì trong gia đình ấy cho chú bé ấy làm con thiêng liêng của tôi, và tôi ký giấy cho chú vào chủng viện, và khi ấy tôi cũng làm bề trên chủng viện Hoàn Thiện ở Huế nữa. Và chú bé ấy bây giờ làm linh mục và đi truyền giáo ở bên Nhật Bản. Đó là cha Phêrô Nguyễn Hữu Hiến, là cháu kêu Đức Ông Hoài bằng cậu ruột và con ông Mùi. Vì thế mà tôi biết rõ là chú bé ấy là trước nói không được và bây giờ nói được và làm linh mục đi truyền giáo. Ấy là một ơn Đức Mẹ khác. Trong dòng lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam thì có lẽ sự kiện Đức Mẹ Lavan hiện ra vào năm 1798, thời vua Cảnh Thịnh cấm đạo, được loan truyền nhiều nhất. Truyền thuyết kể rằng nhiều giáo dân trốn cuộc bắt hại chạy vào khu rừng sâu nước độc Lavan tại Quảng Trị. Chẳng bao lâu họ bị đói khát và mắc nhiều bệnh dịch hiểm nghèo. Nhưng đêm nào họ cũng quay quần quanh gốc cây đa, lần chuỗi, mần cồi. Bỗng một hôm, họ thấy một phụ nữ hiện ra, tay bồng một hài nhi. Họ nhận ra ngay đó là Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu. Mẹ an ủi họ và dạy họ hái lá cây quanh đó, đem nấu nước uống sẽ lành bệnh. Đức Mẹ còn hứa, mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn mẹ tại chốn này, mẹ sẽ nhận lời, ban ơn theo ý nguyện. Từ đó, danh hiệu Đức Mẹ Lavan được loan truyền đi khắp đất nước Việt Nam. Qua suốt chiều dài lịch sử của đất nước, trong chiến tranh cũng như trong thanh bình, nhiều ơn lành của Đức Mẹ Lavan đã được nhiều người chia sẻ với tất cả sự tôn kính và lòng tin tưởng. Lạy Mẹ Lavan, mẹ là mẹ quê hương Việt Nam, con trồng cây suốt đời, mẹ thương và ban ơn chúc phúc cho Việt Nam. Con dân Việt Nam luôn khẩn cầu đến mẹ, mẹ ban ngàn hồng ân cho quê hương bình an. Con nguyện cầu xin mẹ, mẹ chúc phúc quê hương Việt Nam giang sơn Việt Nam trong tay mẹ.
dâng lên mẹ giáo hội, mẹ hướng dẫn đi trong tình thương, muôn muôn người nên một niềm tin yêu sáng lên ngàn phương. Con khấn cầu xin mẹ, mẹ thắp sáng yêu thương mọi nơi. Trông cậy suốt đời mẹ thương và ban ơn, chúc phúc cho Việt Nam. Nguyện mẹ là vàng, mẹ hiền của con dân Việt Nam, luôn khẩn cầu đến mẹ, mẹ ban cho quê hương bình an. Dâng lên mẹ gia đình, mẹ thắp sáng yêu thương đầy vơi cho gia đình thuận hòa, niềm tin hạnh phúc trong trái tim ra đình con. Xin dâng mẹ dịu hiền tình yêu thương gia đình con đây. Quý vị nhớ đăng ký subscribe để khi có video mới chúng tôi sẽ thông báo ngay.